Thưa quý vị, chúng ta đang trở lại với giai đoạn có thể nói là nó căng thẳng nhất của hai đội. Chúng tôi sẽ mời một ca sĩ bí ẩn số 7. Cơ hội chỉ có một đội thôi. Bây giờ đội chủ nhà tính sao nè? Bây giờ mình cũng bậc cha bậc chú chúng. Đúng rồi. Mà bây giờ lẽ mình giành với chúng chi, đúng không? Cho nên là tôi nhường cơ hội được đổi ca sĩ lại cho các con của tôi. Không, anh có ý kiến này chút. Dạ. Đề nghị đó mình nhường cho đội khách không? Nhưng mà đội khách vừa hát vừa nhảy được không? Đúng luôn. Chưa nha. Anh hai bên đây là nhảy, anh hai đòi hỏi tụi con phải nhảy. Anh ba bên đây là ca, đòi hỏi tụi con ca, còn mẹ là diễn. Trời. Tụi con phải diễn. Đúng rồi. 1, 2, 3. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. 1, 2, 3. Bước hít thở. Hey. Tay đưa cao lên trời. Hey. Tay đưa sang bầu vai. Tay song song trước mặt. Buông thả hai tay. 1, 2, 3, 4. Hít vào thở ra, hít vào thở ra. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. Hít vào thở ra. 1, 2, 3, 4. Hít vào thở ra, hít vào thở ra. Tiếp một ngày không lấy tiền được đâu, không có bán vé được luôn. Dạ, xin được cảm ơn rất nhiều. Không, nhưng mà đi diễn mầm non cho các em đi diễn khắp trường. Thí dụ mà diễn riêng của con thì rất là dễ, cô mà ghép chung vô là bắt đầu nó banh bùng liền. Không, mà trong tiết mục này là anh sẽ cho Duy 10 điểm. Dạ, tại sao vậy? Duyên, rất là duyên luôn. Thôi, bây giờ thì đội khách có quyền thay đổi nha. Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta di dời số 7 ra bụi chuối. Kiếm cái gì vậy? Ủa? Hình như để quên mấy microphone anh lên. Không, đang diễn. Kiếm cái gì vậy? Đang diễn đúng không? Đang diễn đúng không? Trời ơi. Tìm kiếm microphone. Hát đi nào. Cuộc ha. Ý hả? Cuộc ha, có hai câu đó là sao bạn? Cuộc ha. Trời ơi, mình phân tích đi, mình có đổi không? Theo anh á, giờ đổi không đổi cũng quan trọng luôn rồi. Thôi giữ lại đi. Chứ anh thấy con gà này giống gà mắc dây thun quá. Cuộc ha. Hà mà hơi nó cũng yếu quá. Hay là ông diễn ta. À, bây giờ ta có 3 giây để quyết định. Hay đổi không? Cái bên... Đổi hay không? Đổi đi. 3. Đổi không? 2. Đổi đúng không? Đổi xem sao? Không tin bạn kia đúng không? Bạn kia thấy càng ngày càng diễn. Bây giờ là đây là đổi đúng không? Đổi. Đổi không? Em không biết anh đi. Anh đổi luôn, chơi lớn luôn. Chơi nha. Rồi. Đổi. Chơi. Đổi. Đổi. Như vậy là đội khách đã đổi. Trở về đây lúc đêm vừa lên, giăng mắt trời mưa, phố xưa bụi tênh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm mềm ai, một tình yêu thoáng trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương, cố nhân về đâu. Tiếng buồn rộn đâu đây vội đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối đầu. Về nhà ai, ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bôi xóa, kỷ niệm đầu ấy đành lòng quên.
buồn mình tôi bước chân lẻ loi. Dây dứt trời mưa bóng nghe mặt môi, nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau cố nhân nu sâu. Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, giăng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm mềm ai, một tình yêu thoáng trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cố nhân về đâu, tiếng buồn chợt đâu đây bỗng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối đầu. Thu đến thu đi, dù lá vàng lại bay, em theo bước về nhà ai. Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bồi xóa, kỷ niệm đâu ai đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời mưa bóng nghe mặn môi, nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau cố nhân nu sâu. Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau cố nhân nu sâu. Hèn chi nấp bụi chuối. Dạ, xin được chào chú Nguyệt Linh. Dạ, xin được chào. Dạ, hay đòi chơi chú Ngọc Sơn, cô Dân, cô chú hả? Hưng, đẹp không, nhưng mà kêu lại đàng hoàng. Trên cô sống, gì trên sóng không sống sống gì cũng vậy hết trơn á. Mẹ. Chiều nay tôi kêu nó đi bắn gà, nó kẹt. Nãy tôi nói con gà trong bụi chuối rồi mà không có. Trời, nghe con của mẹ Vân hát hay quá nha. Thiệt đó. À, hôm nay con hát bài này rất là cảm xúc luôn á Dũng. À, dạ, cảm ơn chú. Hiện nay thì ngoài cái đại kê còn làm gì nữa không Dũng? À dạ, thì hiện tại thì là con ngoài cái việc đi quay ở ngoài thì con cũng sắp sửa chuẩn bị làm một cái sản phẩm, cũng có người mẹ cái ủng hộ chút đỉnh. Rồi giờ con diễn ở đâu, con là thành phần chính ở đâu? À dạ, hiện tại thì là con sinh hoạt tại sân khấu kịch Hồng Vân, địa chỉ là 70-72 Nguyễn Văn Trỗi. Yeah. Số điện thoại đặt vé. Dạ. Hôm nay thật sự là bất ngờ luôn á Dũng ha. Ôi Dũng hay, hát hay quá Dũng. Cũng là người rất là quý con, một cái cậu bé rất là nhỏ con thế này nhưng mà duyên vô cùng tận luôn. Sự nỗ lực trong nghệ thuật đó đã chứng minh rằng cái vai diễn qua chạy đi đại kê đó, nó là mọi người rất là yêu quý con. Dạ. Ha, chúc mừng con. Dạ. Hôm nay con hoàn thành xuất sắc vai trò ca sĩ đó. Nhưng mà không biết là con có đăng ký ca sĩ hay không. Dũng ơi con. Dạ con đã. Con đừng nghĩ nhỏ con là hát không tốt. Đúng theo cái thanh nhạc thì những người mà thấp á, giọng cái cổ mà hơi ngắn á, là giọng rất là chắc. Thầy của chú cũng vậy, thầy Duy Nải. Nghĩa là giọng chắc mà giọng mạnh lắm. Mà giọng của con hôm nay hả? Tốt hả? Ngọt hả? Dễ thương, ngọt, có chất riêng đó con. Nãy chú ngồi con chỗ này hay con à, mà hay gọi à, là con luyện những vở kịch mà có hát trong đó thì con sẽ được thu hút đông đảo khán giả rất là nhiều. Người ta rất yêu mến con. Và hôm nay con trình bày tiết mục con nghe rất là ngọt ngào và dễ chịu. Mà con đặc biệt rất có duyên nữa. Cái duyên của con là cái đẹp
cái đẹp quan trọng nhất của người nghệ sĩ. Chúc mừng con nha. Dạ cảm ơn chú. Rồi. Rồi, chúc mừng Tuấn Dũng nha. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Chúc con thành công hơn nữa nha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, chào chú. Dạ, chào hai người chơi. Dạ. Thôi, chú gửi lời thăm Lê Lập nha con. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Dạ. Như vậy là đội khách không còn cơ hội nào nữa. Tất cả những gì các bạn chọn đều không phải là ca sĩ. Hai ca sĩ nằm ở đội chủ nhà hết. Chúc mừng. Bởi vì họ là những người rất có kinh nghiệm luôn mình nha. Mình có hai ca sĩ luôn. Hai ca sĩ luôn. Hai ca sĩ luôn. Chúng ta chúc mừng cho đội chủ nhà. Hôm nay đội chủ nhà là đội chiến thắng. Chúc này sẽ thuộc về đội chủ nhà. Nghệ sĩ Nhân Hồng Vân, Nhật Sơn và Nguyễn Linh. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ca sĩ Bí ẩn do là truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Đông Tây Promotion thực hiện được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 là truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì tất cả anh em nghệ sĩ chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.